Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các đồng chí. Báo cáo với các đồng chí bây giờ là 16 giờ 10 phút. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 15 tháng 10 năm 2023. Video này thanh lý một số cuộn băng các VO để phục vụ các thượng đế sưu tầm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó vào con số rất chi là đẹp nhá. Vào chữ phát 8 mà. Nhất này, nhị này, tam này, tứ này, ngũ này, lục này, thất này, bát này, cửu này, thập nhá. Vào số 8 vào cái chữ phát rất chi là đẹp. Đấy, xin thưa với lại các đồng chí. Cuốn băng này có tựa đề là nhạc quốc tế chọn lọc, nhạc quốc tế chọn lọc. Đây. Nhạc quốc tế chọn lọc nha. Đấy. Thì cuốn băng này thì về phải vệ sinh đi, tại vì băng nó cũng như băng đài thôi. Về phải vệ sinh đi. Về phải vệ sinh đi thì mới chơi được nha. Đây này băng này. Đấy nó ở bên đây một bên mép nó quắt này. Thế nhưng mà cái băng VO này thì mình chơi đầu VO thì mình biết rồi, ở những thập niên 90 mình chơi mình biết rồi. Ví dụ nó quăn mép như vậy là nhiều khi là cái hình của nó bị cái này cái nọ, thế nhưng mà tiếng thì không ảnh hưởng nhá, tiếng thì không ảnh hưởng. Đấy, ví dụ nghe là không ảnh hưởng, nên mà hình thì nhiều khi xem mà băng mà bị quăn mép là nhiều khi là nó nhập nhằng nhá, nó bị nhòe mất. Đấy. Cuốn này là cái cuốn cái gì đây? Dã từ thế kỷ này. Này. Đấy, cuốn này dã từ thế kỷ. Cuốn này thì hơi cũ, cuốn này thì hơi cũ. Con này hơi cũ nha. Đấy. Thì về vệ sinh đi, thế là mình sưu tầm. Ví dụ như mà mình đã sưu tầm được cái đầu VO rồi mà không có những cuộn băng VO thì nó cũng gì, chưa được ưng cái bụng. Cuộn này là của Hải Phòng này. Đấy. Kính biếu du lịch Thái Lan này. Ngày 15 tháng 11 năm 2011 này. À 2001 này. Thế là đi 22 năm rồi đấy. 22 năm rồi. Đây. Đấy thì cái này chắc là đây là khởi hành ngày 11 tháng 11 năm 2001 này. Đi 5 ngày này, du lịch Thái Lan này. Này này chắc là cái tour du lịch và cái người ta thâu lại xong là người ta ghi và người ta tặng nha. Đấy. Cuốn này thì chữ M rồi, chả biết nó là cái gì, chả biết nội dung nó là cái gì. Mình cũng có cái đầu thôi nhưng mà cũng chẳng có thời gian đâu mà bỏ vào mà kiểm tra xem nó là cái băng gì. Đây. Đấy. Đấy, cái băng này cuốn này thì còn mới này. Cuốn này thì còn mới. Đây. Cuốn này thì ca nhạc Mây 16 này. Đấy, cuốn này thì ca nhạc. Cuốn này ca nhạc. Cuốn này cũng chẳng biết nó là cái tựa đề nó là cái gì nhưng mà cũng còn mới. Đấy. Thì những cái băng như thế này chủ yếu là mình sưu tầm thôi, còn 8 cuộn này có khi thì có cái đoạn nó nhăn nheo đấy. Đây nhưng mà về cái mình nhìn lên này. Đấy, mình nhìn này, bên đây thì phẳng này, bên đây nhỉ. Bên đây thì nó hơi chắc là nên nó tua nhá. Đấy thì chủ yếu là để mình sưu tầm thôi nhá. Chủ yếu để mình để sưu tầm thôi chứ cái băng này mình cũng chẳng kiểm đưa vào đầu để kiểm tra từ đầu đến cuối là xem âm thanh nó có tốt hay không, chương trình nó là cái gì, rồi là hình ảnh nó có bị nhòe hình, nó có bị vỡ hình hay không nhá. Đấy thì cũng nói trước như vậy cho nó dễ, chứ còn băng cassette thì mình bỏ vào mình nghe là chỉ cái đầu VO, mình cũng có đầu VO nhá. Thế nhưng mà cũng chẳng có thời gian để mà nghe. Thì các thượng đế về nghe được thì nghe, mà không nghe được thì vệ sinh sạch đẹp đi để coi như thế là trưng bày sưu tầm nhá. 8 cuộn này trân trọng gửi tới các thượng đế với một mức thóc cũng lại đệ nhất thiên hạ rẻ, 150.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển nhá. Chỉ có 150.000 đồng thôi, các thượng đế được sở hữu 8 cuộn băng VO về vệ sinh sạch đẹp đi, cái nào nghe được thì nghe, cái nào không nghe được thì vệ sinh sạch đẹp để trưng bày để chơi nhá. Có 150.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Thôi mình dừng video ở đây, thân ái chào tạm biệt, xin chào.